Loạt ảnh tố cáo Osen Ngọc Mai từng có một đời chồng trước khi chung sống với Quốc Nghiệp. Loạt ảnh được cho là khoảnh khắc đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai và chồng cũ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thánh là một nam em tiếp tục gây tranh cãi khi vừa cát vớt vừa giỡn. Bị mỉa mai là ca sĩ lười, Lưu Phước Thịnh đanh đá đáp trả. Siêu mẫu Minh Tú vẫn làm bạn với người yêu cũ sau chia tay, lý do là gì? Loạt ảnh tố cáo Osen Ngọc Mai từng có một đời chồng trước khi chung sống với Quốc Nghiệp. Loạt ảnh được cho là khoảnh khắc đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai và chồng cũ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thời gian gần đây, ca sĩ Ngọc Mai là cái tên được công chúng nhắc đến khá nhiều, đặc biệt là sau thành công của cô tại một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, không lâu sau khi tỏa sáng, Osen Ngọc Mai liên tiếp vướng phải thị phi, từ đời tư đến sự nghiệp ca hát. Mới đây, trên nhiều hội nhóm diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng đã liên tục truyền tay nhau những bức ảnh khi lại khoảnh khắc tại một đám cưới. Đáng chú ý, cô dâu trong đám cưới trên được cho là Ngọc Mai khi sở hữu ngoại hình, vóc dáng cùng tên gọi với nữ ca sĩ. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi trước nay, công chúng chỉ biết đến mối quan hệ vợ chồng giữa Ngọc Mai và nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp. Nói chung là thương vợ thì nói là tật xấu thì rất là kỳ cục. Nhưng mà đây là bị quá, cái kiểu mà trước khi mà lấy ảnh là em đã phải học lái xe. Anh không bao giờ cho em cầm lái, anh nói em lái không được đâu. Nói trời, em sao mà anh không có tin tưởng gì hết trơn đó. Tốt nhất á, để em ngồi cạnh bên đi, em không bao giờ lái xe được. Cái tật của ảnh là ảnh không có tin tưởng gì mấy cái chuyện đó hết á. Sau khi loạt ảnh được cho là khoảnh khắc đám cưới ca sĩ Ngọc Mai bị khui lại, không ít khán giả đã nhận ra sự có mặt của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thủy tại đêm tiệc. Trên mạng xã hội, một số ý kiến bên vực ca sĩ Ngọc Mai cho rằng những hình ảnh đám cưới trên đã được chỉnh sửa Photoshop, thậm chí có người còn cho rằng cô dâu trong bức ảnh và Ngọc Mai chỉ là người giống người. Dù đã liên hệ với ca sĩ Ngọc Mai để làm rõ thực hư loạt ảnh trên, tuy nhiên phía bà xã Quốc Nghiệp từ chối phản hồi vụ việc. Hiện chưa rõ sự thật câu chuyện đằng sau những bức ảnh này, tuy nhiên thông tin về cuộc sống và quá khứ của ca sĩ Ngọc Mai đang là tâm điểm nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Thánh là một nam em tiếp tục gây tranh cãi khi vừa cát vớt vừa giỡn. Tại lễ công bố lịch trình các cuộc thi Hoa hậu do Sen Vàng tổ chức năm 2023, nam em và chị gái Nam Anh vừa xuất hiện lại gây tranh cãi với vai trò người mẫu trình diễn áo dài trong buổi lễ. Ngay tại phần trình diễn của mình trên sân khấu sự kiện, chị Pháp phải phản ứng trái chiều vì cát vớt em thì cười đến rung cả người ngay trên sân khấu. Khán giả khó tính đánh giá cả hai cực kỳ thiếu chuyên nghiệp trong phần trình diễn bất ổn của mình. Dù rằng ngay khi xuất hiện, cả hai đã nhận được vô vàn sự hò reo và hưởng ứng từ người hâm mộ có mặt trong hội trường. À, chết gì rồi em ơi! Bởi lẽ, rất hiếm khi khán giả được thấy cặp song sinh sải bước cùng nhau trên các sàn diễn thời trang. Tuy nhiên, liên tiếp mắc lỗi khi Nam Anh đi sai, Ngọc Thảo Pháp đến mức la hoảng, nam em đã cười liên tục đến mức cô còn phải quay vào trong cánh gà để cười lớn và giữ bình tĩnh. Ngoài những ý kiến cho rằng cả hai thiếu chuyên nghiệp, cũng có không ít người hâm mộ bên vực và cho rằng với lượng fan quá đông lại chọc cười bên dưới thì việc nghiêm túc cũng rất khó, dẫu sao cũng nhiều lần cả hai làm màu và có những hành động thiếu chuyên nghiệp như thế này ngay trên sân khấu. Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số danh 088 đến từ Tiền Giang. Bị mỉa mai là ca sĩ lười, Lưu Phước Thịnh đanh đá đáp trả. Mới đây, Lưu Phước Thịnh vừa đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân tâm sự về việc nhận show sau Tết. Nam ca sĩ tự phốt chính mình, cả công ty thấp thỏm chờ ca sĩ chốt lịch khai mít, ca sĩ thì lồng gọn rằng vui Tết du xuân. Ngay dưới bài đăng, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã để lại những câu trêu đùa hài hước với nam ca sĩ. Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận kém duyên từ cộng đồng mạng với những lời lẽ đầy mỉa mai. Một khán giả ở phần bình luận đã gọi Lưu Phước Thịnh là ca sĩ lười. Bảo yêu mình,
trong quát mình mà lại yêu mình à? Đấy là ghét mình rồi. Anh cũng đánh đá đáp trả bọn anti lười nên xin phép miễn accept nha. Nào duyên hơn thì quay lại đây. Trong năm 2022, Núi Quốc Thịnh không ra sản phẩm âm nhạc mới. Tuy vậy, anh tổ chức Núi Unai F3 và xuất hiện với mắt cốt Hoàng Tử Rồng tại The Mask Singer mùa đầu tiên. Quốc Thịnh có tương đối ít hoạt động trong thời gian qua nhưng anh vẫn được đề cử cho giải cống hiến với hạng mục nam ca sĩ xuất sắc. Để khai trương đầu năm cũng như phản bác lại nhiều ý kiến chê anh lười, luôn quyết hẹn con dân vào một ngày ngọt ngào nhất của tháng 2. Siêu mẫu Minh Tú vẫn làm bạn với người yêu cũ sau chia tay, lý do là gì? Siêu mẫu Minh Tú đã có dịp trải lòng về khoảng thời gian bị kẹt dịch được người yêu cũ quan tâm. Minh Tú trải lòng về thời gian kẹt lại Bali vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Nữ siêu mẫu kể cô nhận được lời mời sang nước ngoài làm một dự án trong 3 ngày nhưng do dịch Covid nên cô đã bị kẹt lại đó 6 tháng. Những ngày sống ở Bali, Minh Tú mang đến một hình ảnh lầy lội, giản dị hơn, khác với vẻ lộng lẫy thường thấy mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, chính vì điều đó mà một số khán giả không đồng tình khi nhận xét cô ăn mặc lộn xộn. Má ơi, con đi ăn mà con không có tiền. Cuộc đời có nhiều biến cách vậy trời. Thảm họa, đi vô lấy thẻ rút tiền mà không có nhớ password. Cũng may cái anh nên trả tiền dùng. Minh Tú cho rằng những gì cô mang lại cho mọi người trong giai đoạn đó là năng lượng tích cực, việc cô làm cũng không ảnh hưởng, tổn hại đến ai. Minh Tú kể thêm trong giai đoạn ở Bali, cô nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có cả người yêu cũ. Diễn viên phim Hoa hậu Giang Hồ tiết lộ họ đã nhắn tin hỏi thăm, ngỏ ý giúp đỡ. Trong chuyện tình cảm, Minh Tú kể rằng cô làm tổn thương nhiều người, cô không muốn níu kéo lâu dài nếu không còn cảm xúc. Những bạn ấy nói với Minh Tú rằng cô là người tử tế nên khi kết thúc thì vẫn trân trọng và muốn làm bạn. Chị nghĩ như thế nào về việc yêu lại người cũ? Chị nghĩ nó bình thường á em. Tại vì nhiều khi cái lúc ở cái thời điểm đó mình chia tay họ bởi vì có nhiều thứ mà nó không phù hợp. Nhưng khoảng bẵng đi một thời gian và mình gặp lại họ và tất cả mọi thứ nó đúng người, đúng thời điểm và cảm xúc của mình, thì việc mình bắt đầu lại với họ và mình yêu họ nó là một điều bình thường đối với chị. Chị cảm thấy là thật sự bản thân mình với họ, họ đủ tốt với mình đủ yêu họ và tình cảm của hai người được gắn kết và nó phù hợp. Tại vì khác nha, khi em 19 tuổi cách em yêu khác 20, 30